đấy này. Đi ăn lá tối chứ đấy, đây chứ đấy. Áo cung không đi cũng như vậy. Đi ăn lá Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Cách này thì phải giờ gửi nha. Cách này thì mọi người đã xếp hàng để mà hai bên để mà chờ sư Minh Tệ đi ra nghe. Sẽ hôm nay thì sư Minh Tệ sẽ rời khỏi thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị nha. Đây, đây là thành phố Đông Hà. Để đi về hướng này nha mọi người. Dạ tiếng vậy vẫn quay với em mà. Chị Huệ Nguyễn ơi. Đây. Đây, cái này chuẩn bị di chuyển nha. Rất là cảm ơn. Ở đây thì các cô đang hỗ trợ rất là nhiệt tình cho đoàn của sư Minh Tệ để mà đi khỏi thành phố Đông Hà tốt đẹp nha. Tốt đẹp luôn mọi người. Đây. Đi nha. Cái này đoàn của sư Minh Tệ sẽ đi và qua khỏi thành phố Đông Hà của Quảng Trị. Đang ra nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra nha mọi người. Đó, đã di chuyển rồi. Dạ, tối thì mình nghĩ là những địa ở quận Tây Nguyên đường. Rồi, một cái khu vực nào đó thì vào những cái nghĩa địa thì bắt đầu phải những cánh bạc và những cái chuyện thì những cái đề này và cũng là những cái có khi trò chuyện như thân thích gì đó. Bây giờ bắt đầu xuất phát rồi anh, thầy có lẽ là thầy Minh Trí là người đầu tiên nha. Đoàn hôm nay rất là đông, có khả năng là gần 4 thầy. Cái bên là thầy Minh Tạng kìa, phải không? Cái Minh Tạng nó xuất hiện nha. Hôm qua thầy về trễ nhưng mà vẫn về kỳ của thầy cũng thầy nha mọi người. Hôm nay thầy Minh Tạng có vẻ nhanh rồi. Công an đi cho quay. Đừng quay. Thầy xuất phát. Đủ quá giờ chứ mà con đầu tiên này á, có đúng phải năm mươi. Thầy đầu tiên thầy chỉ chiêu lắm. Chúng ta mới xuất hiện. Minh Tạng sỏi Minh Tạng cuối cùng rồi. Đông. Minh Tạng cuối cùng. Đoàn cực kỳ đông người. Kế bên đó, kế bên. Xin mình tặng rất là tươi mọi người. Chúng em giờ nữa nha. Đây, đây ta cái này thôi chứ thì đi đâu chính. Mình thương mấy thầy thì mình đứng mình giờ mấy thầy thôi. Là coi là bị hú thôi chứ bây giờ nhiều quá trời khủng khiếp luôn cả nhà ơi.
hàng 5-7 ngàn người tụ tập ở đây nha. Người đến để tham gia thủ tục diễu hành như thế này. Còn sót lại một sư nè. Rồi thôi, Quang xin kết thúc video tại đây. Chúc tất cả đoàn của sư Minh Tệ lên đường bình an. Đến qua khỏi địa phận thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chúng quý cô chú anh chị cũng như đến kênh Quan Phạm Cần Thơ cho Quan xin một like và một đăng ký theo dõi. Chúc tất cả quý cô chú anh chị trên kênh Quan Phạm Cần Thơ nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài.